chào quý vị khán giả đã đến với chương trình Tần Số Tình Yêu. Sự xuất hiện của một cô gái xinh đẹp khiến bao chàng trai say đắm. Diễm có một nụ cười gọi là tự nhiên muốn xỉu luôn. Em cảm thấy em bị bối rối, không tôi biết nói cái gì. Những quan điểm chín chắn trong tình yêu. Cái tâm hướng về những cái việc thiện lành đó là điều mà kiên quyết nhất để mà đi lâu dài được. Liệu ai sẽ có cùng chung tần số? Cái hồi chứ anh nói cái tí em còn nghe không? Anh nói tự nhiên muốn nghe đó. Mà em nó miên trúng luôn. À, mà em hả? Không bằng kỳ. Đón xem tập 13 Tần Số Tình Yêu phát sóng lúc 21:35 thứ sáu ngày 28 tháng 5 trên kênh HTV7.